Trong tập trước, Phương Lâm rời lôi tiên giới đi đến tiên tuyển tộc, tộc nhân ở đây thấy hắn từ lôi tiên giới đến, nên tưởng rằng là tiên nhân, ra sức niềm nở đón tiếp. Hóa ra đây là một bộ tộc truyền thừa từ xa xưa, chuyên làm nô bộc cho tiên nhân, nhưng sau khi tiên giới sụp đổ, họ không còn được gặp lại tiên nhân một lần nào nữa. Vương Lâm cũng phát hiện bộ tộc này cùng với tiên đi tộc ở Chu Tước Tinh có rất nhiều điểm trùng hợp. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Câm mồm, tộc tiên tuyển của ta từ xưa đã là sứ giả của tiên nhân ở trên đời. Nếu không có sự tồn tại của tiên nhân thì làm sao lại có sự tồn tại của tộc chúng ta? Chưa kể, tiên dụ năm đó của tiên vương, ngươi dám không tin? Sắc mặt lão nhân âm trầm, quát to, tin, vị tiên vương đó cũng chỉ là một chút thần thức còn sót lại của một cường giả nào đó mà thôi. Làm sao có thể khiến cho ta tin? Đi tin một cái thần thức lưu lại bao nhiêu năm thì ta đi tin thực lực của mình còn hơn. Đại hán nắm chặt tay phải, ánh mắt có một sự tự tin mạnh mẽ. Đại nghịch bất đạo, lão nhân run rẩy, chỉ tay về phía đại hán, cắn răng nói, ngươi, ta đại nghịch bất đạo thì sao? Tiên nhân, tộc của ta tại nơi âm u này bao nhiêu năm vân tuân theo tiên dụ mà thủ hộ huyền âm đỉnh nhưng đổi lại cái gì? Vụ thú trong huyền âm đỉnh làm cho tộc nhân của ta tử vong. Khi vụ thú tàn sát người của tộc ta, tiên nhân ở đâu? Lão tổ đừng có nhắc tới tiên nhân. Hôm nay, cho dù người này là tiên nhân thật thì tháp sơn ta cũng phải giết tiên. Đại hán vừa nói vừa nhìn Vương Lâm, sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên, hắn bước tới tung quyền, đánh về phía Phương Lâm. Một quyền vừa xuất liền phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Có thể nhìn thấy từng cái ký hiệu xuất ra trong không trung, vây xung quanh nắm tay của đại hán, giống như một thứ trận pháp kỳ dị. Tiên nhân, xuất ra tiên lực để cho ta nhìn một cái xem tiên nhân dựa vào cái gì mà được gọi là tiên. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, hắn hiểu rất rõ tộc tiên gì. Người này hiển nhiên không phải phù chú sư mà là đại phù sĩ tu luyện thân thể. Một quyền vừa tới, Vương Lâm cảm nhận được thân thể như bị trói chặt do bị một thứ lực kỳ dị nào đó bao phủ, khóa hết mọi đường lui. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình thản, nói, có chút lực nhưng như thế không đủ. Dứt lời, Vương Lâm nhấc chân phải dậm nhẹ một cái xuống đất. Nhất thời một loạt tiếng động ở mặt đất dưới chân Vương Lâm nhanh chóng lan ra xung quanh. Thoáng cái, lực trói buộc thân thể Vương Lâm trượt biến mất. Thanh âm giống như mặt kính bị nghiền nát vang lên. Toàn bộ lực đang giữ lấy Vương Lâm trượt tan rã. Ngoại trừ điều đó ra, lực lượng đó liền cuộn tròn quét về bốn phía. Đại hán vừa tung quyền liền biến sắc. Hắn cảm nhận được một cơn gió mạnh đập vào mặt khiến cho thân thể chậm lại. Vương Lâm từ từ bước tới trước mặt đại hán. Tay phải của hắn giơ lên, chạm nhẹ vào ngực đại hán một cái khiến cho thân thể của gã run rẩy, hai chân cứ vậy mà lui lại phía sau. Ký hiệu toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt, lùi một cái mà đã hơn 10 bước. Ngực đại hán không hề bị thương nhưng cơ thể như có một con gió lốc cuồn cuộn nổi lên ở bên trong. Chỉ có điều do có tác dụng của ký hiệu nên cũng không quá mức nghiêm trọng, chỉ nghỉ ngơi một chút liền hồi phục. Nét mặt đại hán dữ tợn, hét lớn một tiếng, tay phải của hắn vỗ về phía trước phát ra những tiếng ầm ầm. Cùng lúc đó, ký hiệu trên toàn thân đại hán đồng loạt nhúc nhích như bay ra ngoài. Trong phạm vi ngoài 10 trượng quanh người hắn tràn ngập vô vàn ký hiệu, đại hán lao mạnh về phía trước một cái, những ký hiệu quanh người lập tức lao về phía Vương Lâm. Mức độ thân thể của đại hán tuy nói kém với tiên vệ của hắn năm đó nhưng cũng không khác nhiều lắm. Nét mặt hắn vẫn như thường, miệng cười lạnh nhưng chân phải của hắn lại cứ thể bước về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tới gần đại hán, chỉ trong tích tắc đó, đại hán lại vung tay phải đánh ra một quyền. Một quyền đó khiến cho không gian xung quanh lóe lên những tia sáng. Ký hiệu bên ngoài thân thể lại càng chớp lóe với tốc độ nhanh hơn giống như thần thông của tu sĩ mà đánh về phía Vương Lâm. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm, tay phải hắn chỉ về phía trước. Tiên thuật định thân xuất hiện khiến cho đại hán dừng lại. Đúng lúc này, hai ngón tay phải của Vương Lâm khép lại thành kiếm chạm vào ngực đại hán một lần nữa. Một tiếng động vang lên, đại hán bay ngược lại sau, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn nhìn Vương Lâm có một sự khiếp sợ, còn đám ký hiệu ở ngoài thân thể hắn cũng bị cuốn bay theo. Mà vào lúc này, không chỉ có mình hắn khiếp sợ, tất cả tộc nhân của tộc tiên tuyển đều chấn động mà yên lặng. Thượng tiên bớt giận, tha cho Tháp Sơn một mạng. Lão nhân tổ tiên của tộc tiên tuyển lo lắng, vội vàng nói, không cần. Đại hán hạ xuống mắt đất, tiếp tục lùi lại hơn 10 trượng mới có thể đứng vững. Hắn ngẩng đầu hét lớn, hai tay bắt quyết vỗ mạnh vào ngực một cái. Lập tức ký hiệu bên ngoài thân thể nhúc nhích một cách quỷ dị, co rút lại về phía mi tâm đại hán. Nhưng chúng cũng không phải như lần trước mà nhanh chóng tạo thành một bộ giáp màu đen phủ lấy người đại hán. Áo giáp vừa xuất hiện liền có một làn khí lạnh lẽo tỏa ra, thậm chí sau đại hán còn xuất hiện một cái bóng màu đen giống như ma thần vậy. Linh giáp do tiên ban thưởng, không ngờ ngươi lại luyện hóa nó. Lão nhân hít một hơi rồi nói một cách thất thanh. Vương Lâm nhìn chăm chú cái áo giáp, nó mang tới cho hắn một cái cảm giác quen thuộc. Rõ ràng so với cái áp giáp tán ma ở mảnh đất yêu linh rất giống nhau, chỉ có điều khác biệt đó là ma khí không nhiều giống như bị một thứ gì đó áp chế. Đại hán gầm lên một tiếng giận dữ rồi lao ra, với chiều cao của hắn lại mặc thêm bộ giáp chẳng khác nào người khổng lồ từ thời viễn cổ. Nếu người nào đó nhát gan mà nhìn thấy chắc chắn sẽ phải ngất xỉu.
nhất là trên cái áo giáp có một thứ gì đó như sẵn sàng đoạt lấy hồn phách của người khác. Đại hán lao tới khiến cho bóng ma sau lưng hắn xuất hiện sự dữ tợn. Vừa lao đến, tay phải hắn lại đánh tiếp một quyền. Uy lực của quyền đó vượt qua hai quyền trước, tạo ra khí thế kinh người. Trong khoảng khắc khi quyền đánh ra, bóng ma phía sau hóa thành một làn khói bám trên quyền của hắn. Quyền vừa xuất liền phát ra một âm thanh kỳ dị ép về phía Vương Lâm. Những làn khói đen trên nắm tay đại hán lại hóa thành một cái đầu lâu đen bóng. Nó nhe răng cười như muốn nuốt lấy Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm vẫn như thường, bình tĩnh nhìn đại hán đang vọt tới. Hắn há mồm phun ra một hạt cát, trong phút chốc hạt cá biến thành một mảnh đất nhỏ rộng trăm trượng ném về phía đại hán. Uy áp tỏa ra từ mảnh đất rất mạnh, trong khoảng khắc khi nó nện xuống liền tạo ra một cơn lốc. Đây là lần đầu tiên mảnh đất nhỏ nơi tiên giới xuất hiện trên thế gian. Vào lúc này, vừa xuất hiện liền tỏa ra tiên lực mạnh mẽ. Cảm nhận được tiên lực phát ra từ đó, lão nhân tộc tiên tuyển hưng phấn, phủ phục trên mặt đất mà bái lạy. Ngay cả đại hán vào lúc này ánh mắt cũng có chút ngập ngừng. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền cắn răng, vẫn không dừng lại đánh thẳng vào mảnh đất nhỏ trăm trượng trước mặt. Vỡ cho ta, nắm tay của hắn đánh lên mảnh đất nhưng không làm việc nó chuyển động lấy một chút. Tuy nhiên, sau quyền đó, thân thể đại hán run nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi mà lùi lại. Ánh mắt hắn có sự rung động, không ngờ được nó cứng như vậy. Toàn bộ lực lượng của hắn đánh lên đó mà chẳng khiến cho nó có chút suy xuyển, thậm chí còn bị phản chấn khiến cho máu huyết toàn thân đảo lộn. Bóng ma trên nắm tay đại hán tan biến, ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, ngón tay phải giơ lên, lập tức mảnh đất rộng trăm trượng bay lên, xoay tròn trên không trung. Nó tạo ra một cơn gió lốc, nên xuống dưới, một tiếng rít chói tai vang lên trong trời đất, khoảng khắc mảnh đất hạ xuống. Đại hán rít lên một tiếng, hai tay giơ lên trời như muốn đối kháng. Xuống, Vương Lâm nói một cách bình thản, lập tức mảnh đất ầm ầm rơi xuống phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, cả đại lục rung chuyển, xuất hiện vô số khe nứt. Những cái khe vừa xuất hiện, lập tức từ bên trong một làn xương đen phun ra ngoài. Làn xương vừa xuất hiện liền ngưng tụ, tốc độ ngưng tụ của chúng cực nhanh, gần như chỉ trong phút chốc liền hình thành một đám thú có hình dạng kỳ dị. Vụ thú, đám tộc nhân của tộc tiên tuyển trên bầu trời chợt kêu lên, trên mi tâm của bọn họ liền lóe lên thứ thực vật kia, tầng tầng lá cây tản ra ngoài. Từ trong đó, Vương Lâm có thể thấy được một thứ pháp khí có hình dáng giống như cái vòi ấm dài. Chỉ trong chốc lát, sương mù ngưng tụ xong, trên bầu trời xuất hiện 100 con mãnh thú màu đen có hình dạng khác nhau, từng làn hơi thở âm u từ người chúng tản ra cùng với những tiếng gầm nhẹ. Sắc mặt lão nhân của tộc tiên tuyển âm trầm, tay phải điểm một cái vào mi tâm, liền có một tia sáng đen xuất hiện. Trong tay lão chợt có một cái vòi ấm dài khoảng một thước, lão xông thẳng lên bầu trời, quát, tất cả đều ra tay. Trong nửa nén nhang phải trừ hết được bọn chúng, chớ để vụ thú có thể hóa thành hình người xuất hiện. Thoáng cái, lão đã tới bên cạnh một con vụ thú vừa mới thành hình, pháp khí trong tay vỗ một cái, lập tức xuất hiện một lực hút rất mạnh, hai mắt của vụ thú vẫn chưa mở ra, dưới lực hút đó, thân thể của nó liền vặn vẹo rồi hóa thành một làn khói mà bị hút vào trong cái miệng ấm. Từng loạt tiếng động vang lên từ trong cái vòi. Ngoại trừ lão ra, đám tộc nhân xung quanh đều cầm pháp khí, ánh mắt lo lắng, cùng nhằm về những con vụ thú khác. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, ngón tay hắn điểm vào không trung, mảnh đất nhỏ liền bay lên để lộ ra thân hình của đại hán Tháp Sơn. Toàn thân hắn bị thương nhiều chỗ, thắt khiếu chảy máu, nhưng vẫn chưa chết. Hai mắt hắn tỏa ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, nhìn Vương Lâm chằm chằm. Vương Lâm cũng chẳng để ý tới hắn mà nhìn chằm chằm đám vụ thú do sương mù hóa thành. Đám vụ thú mới chỉ ngưng tụ được thân thể, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hơn nữa, tốc độ phản ứng của tộc nhân tộc tiên tuyển cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu với vụ thú rất phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn vô số vụ thú bị hút vào trong thứ pháp khí kỳ dị kia. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một con vụ thú vào lúc bị tộc nhân tộc tiên tuyển hút vào chợt mở hai mắt. Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt như vậy. Trong cặp mắt đó không hề có đồng tử nhưng lại có 6 điểm đen. Những chỗ khác chỉ có màu xám, ánh mắt của nó lạnh băng, không hề có một chút tình cảm. Tộc nhân tộc tiên tuyển sợ hãi, không chút do dự lui lại phía sau. Nhưng vừa mới cử động, vụ thú đã đuổi theo với tốc độ cực nhanh rồi chui vào trong thất khiếu của người đó. Tộc nhân tộc tiên tuyển liền gào lên một tiếng thảm thiết, thanh âm của thê lương vang vọng khắp trời đất. Trong nháy mắt thân thể của người đó nổ tung, máu tươi toàn thân bắn ra, hóa thành một làn xương máu. Từ trong làn xương, thân hình vụ thú lại xuất hiện, thẻ lưỡi liếm môi, thoáng cái nó lại lao về phía một tộc nhân kế tiếp. Sau đó, một con vụ thú lại mở hai mắt, từ trong trạng thái không hoàn thủ liền thay đổi. Nó như thèm khát màu huyết, với tốc độ chẳng khác gì tia chớp, tiên trận diệt sát. Lão nhân tộc tiên tuyển trên bầu trời lo lắng, tránh một con vụ thú đang vọt tới. Vương Lâm nhìn chăm chú về phía trước. Vào lúc này, một con vụ thú chợt mở mắt rồi lao thẳng về phía hắn. Tiếng rít của nó như muốn xuyên thủng tâm thần. Vương Lâm hừ một tiếng lạnh lùng, thân thể chợt lóe lên một cái rồi xuất hiện bên cạnh vụ thú. Hai ngón tay khép lại thành kiếm, tốc độ còn nhanh hơn vụ thú rất nhiều, điểm thẳng vào mi tâm của nó. Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển khiến cho vụ thú nổ tung.
Chỉ có điều sau khi thân thể của vụ thú bị nổ tung nhưng vẫn không tiêu tán mà hóa thành những cụm sương mù nho nhỏ đang dao động, có dấu hiệu ngừng tụ lại. Vương Lâm trừng mắt, tiến tới chỗ sương mù đang định ngưng tụ, uy năng của lôi nguyên thần ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Nhất thời, một quả lôi cầu xuất hiện, Vương Lâm búng nhẹ một cái, lôi cầu liền bắn ra những tia chớp cực mạnh, chui vào trong sương mù. Uỳnh uỳnh. Những tiếng sấm chớp nổ vang lên, đám sương mù lập tức tản ra, hóa thành những cụm khói nhỏ. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, tay phải bắt quyết rồi chỉ về phía trước. Lập tức lại có một tia chớp từ tay phải hắn bắn ra, đánh cho tất cả sương mù còn sót lại tan rã. Vào lúc này, trên bầu trời những con vụ thú còn sót lại gầm lên mà lao về phía mọi người. Nét mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhẹ nhàng bay lên, thân hình hắn lửng lơ giữa không trung, tay phải giơ lên, ngón tay chỉ thẳng lên trời. Hắn mở miệng nói một cách chậm rãi, đạo hóa hoàng tuyền. Những tiếng động ầm ầm vang lên đồng thời, từ trên bầu trời có một đạo hoàng tuyền hạ xuống, dung nhập với không trung, tỏa ra từng làn oán khí. Vào lúc này, Vương Lâm đứng trên hoàng tuyền, chẳng khác gì chủ nhân của hoàng tuyền luân hồi trên thế gian. Thức thứ ba, lực hoàng tuyền. Nhất thời một lực hút không thể tưởng tượng được lan ra từ trong hoàng tuyền. Dưới lực hút đó, vụ thú xung quanh đang gầm rít lao tới, mọi người liền bị hút vào trong hoàng tuyền. Cũng không phải chỉ có một con vụ thú mà gần như là tất cả đám vụ thú bị hoàng tuyền hút vào liền hóa thành sương mù. Mặc dù cố gắng giãy giụa để bỏ chạy nhưng không thể nào thoát khỏi lực hút, cứ thế bị hút vào trong hoàng tuyền. Thượng tiên, không thể làm thế. Đúng lúc này, lão nhân tộc tiên tuyển cách đó không xa lo lắng mà lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt của Vương Lâm trở nên chăm chú. Trong nháy mắt khi lời của lão nhân vừa ra khỏi miệng, lập tức hắn cảm nhận được sương mù bị hút vào trong hoàng tuyền vẫn chưa bị luyện hóa mà ở bên trong dung hợp lại với nhau, hình thành một con quái vật hình người. Con quái vật hình người đó chỉ có được hình dáng, bên trong thân thể chỉ có sương mù lưu truyền. Nhưng khi nó xuất hiện, lực hoàng tuyền mất đi tác dụng, cứ thế mà bước ra khỏi hoàng tuyền. Sau khi nó xuất hiện, khuôn mặt không được rõ ràng lắm, ngũ quan đầy đủ nhưng chỉ có duy nhất một con mắt. Lão nhân tộc tiên tuyển nhanh chóng hạ xuống, không chỉ mình lão mà các tộc nhân khác cũng vậy. Lão nhân sau khi nhìn thấy con quái vật hình người chỉ có một mắt liền thở ra một hơi, nhìn Vương Lâm nói lớn, thượng tiên mau trở lại, ta muốn mở tiên trận, nó là vụ thú hình người, bất cứ pháp thuật nào cũng không thể giết chết nó ngay được, mau lần công kích thứ hai nó không thể bị thương. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, nhưng vừa mới cử động lập tức con vụ thú hình người cũng di chuyển theo, lao thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo, uy năng của lôi điện ngưng tụ, trong nháy mắt bên ngoài thân thể chợt xuất hiện mấy chục quả lôi cầu to bằng nắm tay. Vương Lâm chỉ tay một cái, toàn bộ lôi cầu lao thẳng về phía quái vật hình người. Trong khoảng khắc lôi cầu tới sát bên quái vật, Vương Lâm lui lại phía sau rồi quát khẽ, ngưng. Lập tức, trong nháy mắt lôi cầu ngưng tụ lại mà lao vào người quái vật. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, quái vật bị đánh cho tan ra thành nhiều cụm sương mù. Nhưng ngay lập tức, chúng liền ngưng tụ rồi hóa thành thân thể như cũ, không hề có một chút tổn thương, tiếp tục đuổi theo Vương Lâm. Không chỉ có vậy, trên người nó cũng xuất hiện những tia chớp, khi nó đuổi theo, từ thân thể cũng có những tia chớp bắn ra nhìn giống hệt như thần thông của Vương Lâm. Có sự trợ giúp của lôi quang, tốc độ của vụ thú nhanh hơn, chẳng khác một tia chớp, trong nháy mắt, nó đã đuổi tới Vương Lâm. Sát khi trong mắt Vương Lâm xuất hiện, tay phải hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lập tức kiếm tiên xuất hiện, cầm kiếm tiên trong tay, Vương Lâm chém mạnh về phía trước. Ngay lập tức, Trảm La Quyết xuất hiện, thấy một nhát chém đó, vụ thú đang lao tới liền dừng lại. Hai mắt không có chút cảm tình nào của nó liền xuất hiện một sự hoảng sợ. Nó đang định lùi lại thì đã muộn, không một tiếng động nào vang lên, thân thể vụ thú bị chia làm hai nửa, từng mảng sương mù lan ra kèm theo tiếng hừ hừ đau đớn. Vương Lâm nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đám sương mù, Trảm La Quyết lại tiếp tục thi triển, từng đạo Trảm La Quyết liên tục chém xuống khiến cho sương mù cứ thế mà nát vụn. Nhưng một lát sau, sương mù có một chút sự chống cự với Trảm La Quyết, tốc độ nát vụn từ từ chậm lại, thậm chí còn có dấu hiệu ngưng tụ. Một tia sáng lại lóe lên trong mắt Vương Lâm, tay phải hắn chỉ về phía trước, miệng quát, đỉnh. Tiên thuật định thân lập tức tản ra xung quanh khiến cho sương mù đang có dấu hiệu ngưng tụ liền dừng lại. Đúng lúc này, hình ảnh bộ xương trên tay Vương Lâm nhúc nhích liền biến ảo ra ngoài. Trong khoảng khắc khi bộ xương thú xuất hiện, hai mắt của nó bắn ra một tia sáng đen ngòm. Sát khí nồng nặc tỏa ra khắp đất trời khiến cho làn sương mù lập tức tỏa ra ánh sáng xanh, có dấu hiệu bị hóa đá. Hai mắt Vương Lâm lóe ra tia sáng, song chỉ nhanh chóng điểm một cái vào đám sương mù đang hóa đá. Nguyên lực từ cơ thể hắn cuồn cuộn tràn vào trong khiến cho sương mù đang hóa đá liền nát vụn, hóa thành vô số tảng đá. Những tảng đá nhỏ đó vừa mới tản ra lại tiếp tục nát vụn. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả tộc nhân tộc tiên tuyển mở to mắt ra mà nhìn. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vụ thú mà bình thường chỉ có trận pháp mới giết được lại có thể bị một người trong khoảng thời gian ngắn ngủi hủy diệt. Mà điều khiến cho bọn họ càng thêm bàng hoàng đó là vụ thú hình người không hề có một chút sức chống cự mà bị tiêu diệt. Về phần tháp sơn trước đó bị Vương Lâm dùng mảnh đất nhỏ ép xuống dưới nền đất vào lúc này cũng cố thoát ra,
ngây dại nhìn Vương Lâm đứng giữa không trung. Đây, đây chính là tiên nhân. Một loạt thần thông của Vương Lâm đã vượt qua trí tưởng tượng của tộc nhân. Ngay cả lão nhân tổ tiên cả tộc Tiên Tuyển cũng đang trợn mắt há mồm, thì thào lẩm bẩm: Tử Mỗ đạo khô. Vương Lâm thôi không nhìn vị trí vụ thú hình người tiêu tán mà xoay người về phía lão nhân, nói một cách bình tĩnh: Bây giờ đưa ta tới chỗ Huyền Âm đỉnh. Lão nhân hít một hơi thật sâu, cung kính khom người nói: Mời thượng tiên. Lão vừa nói vừa bay lên trời để dẫn đường. Vương Lâm vẫn thản nhiên thong dong bám theo. Lúc này tộc nhân tộc Tiên Tuyển không còn ngăn cản lão nhân, trong mắt Tháp Sơn chợt lóe lên một tia sáng. Hắn đứng phát dậy, hít thở mấy hơi rồi đuổi theo: Tháp Sơn, chẳng lẽ người vẫn còn muốn quấy rầy nữa hay sao? Người không biết là lúc trước thượng tiên đã hạ thủ lưu tình à? Lão nhân xoay người tức giận nói: Đúng là Vương Lâm đã hạ thủ lưu tình, dù sao thì mới tới đây lần đầu, rất nhiều chuyện hắn còn chưa biết, nếu giết người chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng, nếu không Tháp Sơn phải chết là cái chắc. Tổ tiên, Tháp Sơn biết sai, ta chỉ muốn đi theo tới Huyền Âm đỉnh, dù sao thì ở đó ta cũng rất quen thuộc, Tháp Sơn trầm giọng nói. Lão nhân nhíu mày, đang định quát lên thì Vương Lâm nói một cách bình thản: Đi theo dẫn đường đi. Lão nhân khom người không để ý tới Tháp Sơn nữa mà bay tiếp, tốc độ của ba người cũng không nhanh. Sau khoảng nửa nén nhang, cả ba đã bay ra khỏi khu vực quần thể kiến trúc. Trước mắt Vương Lâm, trên một khoảng đất trống là một cái tế đàn. Tế đàn có kích thước bình thường, xung quanh có nhiều chỗ bị nứt. Dưới tế đàn có một cái cửa lớn màu tím, bên trên cánh cửa có những ký hiệu lấp lánh. Lão nhân hạ xuống trước cửa, cắn đầu ngón tay rồi dùng máu vẽ vào hư không. Bức hình do lão vẽ ra giống hệt như ký hiệu có trên cánh cửa. Ánh sáng màu hồng chợt lóe lên ở trên ký hiệu rồi dung nhập vào trong cánh cửa. Những tiếng động ầm ầm vang lên, cánh cửa từ từ nâng lên để lộ ra một ô cửa tối om. Một luồng gió lạnh lẽo từ bên trong thổi lên người bọn họ, có cảm giác nếu để nó chui vào bên trong người mà tu vi không đủ chỉ sợ sẽ bị thương. Lão nhân đứng bên cung kính nói: Thượng tiên, đây là chỗ của Huyền Âm đỉnh. Thần thức Vương Lâm hơi đảo qua có thể thấy trong cái cửa lạnh lẽo đó có ẩn giấu tiên khí. Đi vào, Vương Lâm nói một cách bình tĩnh. Lão nhân gật đầu đi vào qua cửa. Tháp Sơn hơi do dự một chút nhưng rồi bước nhanh tới trước mặt lão nhân, ngăn cản. Lão nhân cau mày, quát: Tháp Sơn, ngươi lại muốn làm gì? Tháp Sơn nhìn Vương Lâm, trầm giọng nói: Thượng tiên, ở đây khí lạnh quá nhiều, tổ tiên tuổi cao không tiện đi vào, Tháp Sơn xin dẫn đường cho ngài có được không? Lão nhân ngẩn người, nói: Trong đó mặc dù có nhiều hơi lạnh, nhưng thân thể lão phu vẫn có thể chịu đựng được. Tháp Sơn nhìn Vương Lâm rồi nói tiếp: Thượng tiên, Tháp Sơn cả đời bảo vệ tế đàn, có tư cách để đưa ngài tiến vào. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, liếc mắt nhìn Tháp Sơn, ánh mắt của hắn nhìn có sự xuyên thấu, soi dọi nội tâm của Tháp Sơn. Đối diện với ánh mắt đó, Tháp Sơn vẫn nhìn thẳng, không hề né tránh. Được, Vương Lâm thu mắt, nói. Tháp Sơn cũng chẳng lên tiếng, xoay người đi vào cửa. Vương Lâm nhếch mép cười lạnh rồi chậm rãi đi theo. Về phần lão nhân thì lại cau mày. Lão thoáng nhận ra suy nghĩ của Tháp Sơn, nhưng lão chỉ thở dài, không đi theo mà khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ở cửa vào có vô số nhịp cầu thang, càng đi xuống, khí lạnh càng lúc càng dày. Sau khoảng nửa nén nhang, dưới sự dẫn đường của Tháp Sơn, hai người đã đi đến đấy. Trong khoảng khắc đặt chân xuống đáy, ánh mắt Vương Lâm hơi sững sờ. Ở cửa vào dưới đáy có chiều rộng khoảng chừng 100 trượng, chính giữa đặt một cái đỉnh lớn khoảng 10 trượng. Trên mặt đỉnh có khắc vô số ký hiệu, từng luồng khí đen bay xung quanh miệng cái đỉnh, giống như nó muốn thoát ra nhưng bị một lực lượng nào đó phong ấn, làm cho không thể thoát ra được. Xung quanh cái đỉnh có 9 cái đầu lâu, 9 cái đầu lâu đó không phải là của thú mà chính là sọ người. Trên mỗi cái đầu lâu, ở vị trí mi tâm đều có ký hiệu phức tạp, từng luồng ánh sáng màu đen lóe ra từ 9 cái sọ người giống như một cái trận pháp. Đây là Huyền Âm đỉnh. Tháp Sơn nhìn cái đỉnh lớn, ánh mắt phức tạp, nói nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm sáng như sao, thần thức tỏa ra xung quanh cái đỉnh, sau khi do dự một chút liền chui vào bên trong mà không hề gặp chút trở ngại. Nhưng ngay lúc thần thức tiến vào, một giọng nữ nhân chói tai chợt từ trong đỉnh vang lên. Âm thanh đó rất quỷ dị bởi hai tai không thể nghe được mà chỉ có thần thức mới có thể nghe thấy. Mà trong âm thanh đó đầy sát khí giống như một cơn gió lốc, làm cho thần thức của Vương Lâm suýt nữa thì tan biến. Vương Lâm vội lui lại phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt nhưng trong mắt lại sáng ngời. Ta muốn ở lại đấy mấy ngày, ngươi ra ngoài trước đi. Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía cái đỉnh mà mở miệng nói. Tháp Sơn im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, sau khi do dự một chút liền hỏi: Ngài có phải là tiên nhân hay không? Vương Lâm quay sang nhìn Tháp Sơn, hắn đã đoán được đối phương yêu cầu dẫn đường tới đây là có chuyện muốn hỏi mình. Bình tĩnh nhìn Tháp Sơn, Vương Lâm không nói gì. Nét mặt Tháp Sơn đau khổ, thấp giọng nói: Khi ta còn bé thường được nghe trưởng bối nói rằng tộc Tiên Tuyển của chúng ta là bộ tộc được tiên nhân tuyển chọn, là bộ tộc được tiên nhân quan tâm. Tính mạng chúng ta hiến cho tiên nhân, đó cũng chính là vinh quang của bộ tộc. Niềm vinh quang đó theo ta lớn lên và cũng là niềm tin duy nhất trong lòng ta. Không chỉ có ta mà tất cả các tộc nhân cũng đều như thế. Chỉ có điều, sau khi lớn lên,
ta dần phát hiện thấy rằng tất cả những điều đó cũng không phải là sự thật. Chưa hề có một người nào nhìn thấy tiên nhân, ngoại trừ một phần tiên dụ trong từ đường. Cứ cách một khoảng thời gian, tộc của ta vì bảo vệ Huyền Âm Đình sẽ gặp phải sương mù phun ra. Sương mù hóa thành hình dáng các loại thú giết hại tộc nhân của ta. Bao trận chiến đấu, bao lần tộc nhân của ta nằm xuống khiến cho ta cảm thấy đau đớn. Vì vậy mà ta sinh ra hoài nghi rằng trên thế gian này không có sự tồn tại của tiên nhân. Cho đến hôm nay, ta không còn tin vào sự tồn tại của tiên nhân. Nếu như thực sự có tiên nhân thì lại sao bao nhiêu năm qua bỏ quên chúng ta như vậy? Vương Lâm im lặng, khi hắn nghe lão nhân xưng là người của tộc tiên tuyển đã đoán ra được một số điều. Tộc tiên tuyển, tộc tiên gì? Lựa chọn, bỏ rơi. Xin hãy nói cho ta biết trên thế gian này thực sự có tiên nhân hay không? Ngài có phải là tiên nhân hay không? Tháp Sơn ngẩng đầu, nhìn Vương Lâm. Âm thanh rất nhỏ nhưng có chút gì đó như một tiếng gào thét của hắn. Ta không phải là tiên nhân. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng nói. Thân thể Tháp Sơn run nhẹ, sự đau khổ trên nét mặt càng nhiều. Tiên nhân có lẽ là vẫn còn, nhưng tiên giới từ rất lâu đã bị phá hủy, không còn nữa. Vương Lâm lại nhìn về phía Huyền Âm Đỉnh. Tháp Sơn cười đau đớn, lui lại vài bước, lẩm bẩm nói, quả nhiên là như thế này. Ta đoán không sai, tiên nhân cơ bản là không có tiên nhân. Tộc của ta bảo vệ ở đây bao nhiêu năm nay hoàn toàn sai lầm rồi. Trong cái đỉnh này có cái gì? Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía Huyền Âm Đỉnh, nói, không biết, trong điển tịch của tộc chúng ta có ghi chép rằng, năm đó Tiêu Dao Tiên Vương đưa tộc của ta vào thế giới U Minh Thú, để cho tộc chúng ta đời đời bảo vệ Huyền Âm Đỉnh, cho tới khi người tới một lần nữa. Tháp Sơn thì thảo nói, làm sao có thể rời khỏi đây? Vương Lâm lại nhìn về phía Huyền Âm Đỉnh, không thể rời khỏi, toàn bộ nơi đây đã bị phong ấn. Ta đã từng thử tìm cách rời khỏi đây, ra ngoài tìm kiếm tiên nhân nhưng cuối cùng thất bại. Mặc dù ta vẫn chưa dừng lại nhưng cũng vẫn không có cách nào để vượt qua. Cái tường thịt kia như dài tới tận hư vô vậy. Tháp Sơn hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, tiên dụ năm đó nói cái gì? Vương Lâm chăm chú hỏi, không biết, chưa người nào có thể thấy bên trong đó có cái gì. Mặc dù tộc của ta đã có không biết bao nhiêu tổ tiên chết đi, nhưng chưa người nào có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Tháp Sơn từ từ trở lại bình thường. Vương Lâm cau mày, sau khi trầm ngâm một lát liền tiến lên vài bước tới bên Huyền Âm Đỉnh. Hắn giơ tay phải đặt lên mặt của nó, thần thức lại tỏa ra, dung nhập vào bên trong. Gần như chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu to lại xuất hiện, lần này so với lần trước còn mạnh hơn mấy lần, quanh quẩn trong thần thức của Vương Lâm. Nguyên lực của Vương Lâm lưu chuyển toàn thân, bảo vệ nguyên thần, đối kháng với tiếng kêu đó. Âm thanh trong nguyên thần càng lúc càng mạnh, cuối cùng xuyên thẳng ra ngoài đỉnh. Trong nháy mắt, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, rút tay về mà lui lại vài bước. Mỗi bước chân của hắn khiến cho mặt đất chấn động, để lại một dấu chân thật sâu. Lùi lại tận 7 bước, sự tỉnh táo mới xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Cất tiếng hử lạnh, hắn bay lên trên cao mà nhìn xuống, chỉ thấy miệng của cái đỉnh tối om, khí đen tràn ngập tỏa ra hơi thở âm u. Nảy ra một ý, Vương Lâm giơ tay phải, uy năng của lôi điện từ trong mắt Vương Lâm bay ra ngoài, ngưng tụ thanh lôi cầu trong tay hắn. Sau đó, hắn ném thẳng nó về phía miệng cái đỉnh, tia chớp rít lên tạo ra những tiếng động ầm ầm lao vào trong miệng cái đỉnh. Nhưng đúng lúc đó, hắc khí trên miệng đỉnh liền ngưng tụ, nuốt chửng lấy quả cầu. Nổ! Vương Lâm quát khẽ, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong khoảng không. Sau khi quả cầu phát nổ, hắc khí bị đẩy ra ngoài. Chỉ trong khoảng khắc đó, ánh sáng trong hai mắt lóe lên, xuyên qua khí đen mà nhìn xuống đến đáy. Ở đó có một cái tiểu truyền tống trận, làn khí đen cuồn cuộn bao phủ trận pháp. Lớp khí đen bên ngoài nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hình của một nữ nhân. Thân thể của nàng hoàn toàn do sương mù ngưng tụ thành, không thể nhìn thấy được rõ ràng. Nhưng sau khi nàng xuất hiện liền lao ra ngoài, qua người nàng tràn ngập khí đen, trong lúc lao ra liền tạo thành một tiếng rít. Lúc này, tiếng rít cũng không phải là nhằm vào nguyên thần mà gây ra thương tổn đối với thân thể. Tiếng rít quá mạnh chẳng khác gì âm thanh phát nổ, tràn về phía Vương Lâm. Tháp Sơn đứng cách đó không xa nên cũng bị ảnh hưởng. Khuôn mặt hắn tái nhợt, vô thức lui lại phía sau, ánh mắt tối đi. Vương Lâm chẳng hề do dự vội lui lại phía sau, nhưng vẫn bị tiếng rít đánh trúng. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Hắn nhanh chóng lui lại, ôm lấy Tháp Sơn rồi bay về phía cửa. Ảo ảnh nữ nhân trong cái đỉnh vẫn đuổi theo không bỏ, tốc độ của nàng cực nhanh, thoáng cái đã đuổi kịp. Tiếng khóc the thé lại vang lên, sát khí xuất hiện trong mắt Vương Lâm. Hắn quay ngoắt người, phun ra một ngụm tinh khí nguyên thần, hóa thành một làn sương máu đón lấy ảo ảnh của nữ nhân. Phong! Vương Lâm quát khẽ, ngay lập tức làn sương máu liền hóa thành một cấm chế phong ấn. Trong khoảng khắc ảo ảnh của nữ nhân tới gần liền bị nó phủ lên người, hóa thành một tầng phong ấn. Cùng lúc đó, ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Hắn đưa tay phải điểm nhẹ một cái vào không trung, côn cực tiên xuất hiện, quất mạnh xuống dưới. Một tiếng gửi đau đớn từ ảo ảnh phát ra, nàng lui lại phía sau vài bước, nhưng ngay lập tức nàng lại tiếp tục xông lên, thân thể biến thành 9 luồng khí đen, như mũi tên bắn thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm cau mày, lui lại, nhanh chóng tới cánh cửa bên ngoài. Hắn vứt Tháp Sơn ra phía sau, tay kia điểm vào mi tâm, thần thông của con mắt thứ ba liền xuất hiện, phát ra làn ánh sáng màu hồng.
Ánh sáng màu hồng vừa xuất hiện, 9 luồng khí đen liền tản ra rồi nhanh chóng ngưng tụ, nhập lại thành một, rồi nó chẳng để ý tới thần thông của con mắt thứ ba mà lao ra ngoài. Lão nhân ở bên ngoài đã sớm nhìn thấy khí đen liền biến sắc, chẳng cần Vương Lâm phải lên tiếng, hai tay lão bắt quyết, cây thực vật ở mi tâm lóe lên hình thành một ký hiệu in lên cánh cửa. Cánh cửa phát ra những tiếng động ầm ầm từ từ khép lại, làn khí đen đang lao tới trượt phát ra tiếng kêu to của nữ nhân. Thân thể lão nhân du lên một cái, phun ra máu tươi rồi mệt mỏi ngồi xuống. Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, thấy nữ nhân chuẩn bị lao ra, Vương Lâm liền vỗ vào túi trữ vật, trong tay hắn xuất hiện tiên bút. Trong nháy mắt, cái ký hiệu 6 nét xuất hiện, tỏa ra kim quang chói mắt, nó giống như một thanh kiếm sắc bay thẳng về phía cánh cửa, in lên bóng nữ tử đang lao ra. Một tiếng nổ vang lên, cái bóng nữ nhân run rẩy. Đúng lúc này, cánh cửa đóng lại, ngăn cách âm thanh của tiếng rít. Trước cảnh tượng đó, Tháp Sơn chấn động, hắn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa mà sợ hãi. Đó là cái gì? Linh hồn của Huyền Âm Đỉnh. Sắc mặt lão nhân tộc Tiên Tuyển tái mét, đưa tay lau máu tươi trên miệng, hai người các ngươi lui ra, quanh đây trăm trượng chớ để cho người ta bước vào. Nét mặt Vương Lâm âm trầm, khoanh chân ngồi xuống. Lão nhân trầm mặc một lúc rồi cung kính gật đầu, sau đó lão cùng với Tháp Sơn hóa thành hai đạo cầu vồng bay về phía xa. Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, khi lão nhân mở cánh cửa ra, hắn thấy rõ được cái ký hiệu đó do thực vật ở mi tâm lão hóa thành, hiển nhiên là ký hiệu này chính là ký hiệu bản mệnh. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật. Khi hắn rời khỏi Chu Tước Tinh đã từng thu được rất nhiều đầu lâu của tộc tên Di. Vào lúc này, ánh sáng từ trong túi trữ vật chợt tản ra, rồi trước mặt hắn xuất hiện mấy cái đầu lâu, trên mỗi một cái cũng đều có ký hiệu phức tạp. Sau khi quan sát kỹ một lúc, tay phải Vương Lâm vung lên, cầm một cái lên. Đột nhiên, một tia sáng trong mắt hắn lóe lên, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời chỉ có một màu lam xanh lam, nhưng với ánh mắt của Vương Lâm vẫn có thể nhìn thấy nơi đám mây cuối cùng vẫn là bức tường thịt. Nếu nơi đây thực sự bị phong ấn thì vì sao mà ta lại truyền tống được đến đây? Nơi này cũng chẳng có gì yên lành, có lẽ phải nhanh chóng tìm được phương pháp rời khỏi. Chỉ có điều nơi đây nguy hiểm nhưng lại là chỗ ẩn thân tốt nhất. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ tay vào túi trữ vật. Lập tức từ trong túi có một vật bay ra. Vật ấy dài chừng 15 trượng, rộng 4 trượng, vừa mới xuất hiện liền tỏa ra một luồng áp lực. Trên vật đó có vô số gai nhọn khiến cho người nhìn thấy không tránh được sự kinh hãi. Đây chính là xạ thần xa thứ ba. Đây là cái xạ thần xa cuối cùng trong túi trữ vật của Vương Lâm mà nó cũng là cái mạnh nhất. Năm đó người chế tạo ra vật này mục tiêu chính là có thể giết chết được bảo vật của tiên, thần. Xạ thần xa trước mắt Vương Lâm tỏa ra uy áp khiến cho kẻ khác chấn động. Những cây gai nhọn của nó lóe lên ánh sáng bén nhọn khiến cho người nhìn thấy đều có cảm giác sợ hãi. Năm đó, khi Vương Lâm đối diện với nó, suýt chút nữa thì cũng không chịu nổi. Vì vậy mà hắn không dám sử dụng, chỉ dùng phương pháp truyền thừa để phong ấn. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm đứng bên cạnh xạ thần xa hoàn toàn bình tĩnh. Ánh mắt hắn sáng như sao, trải qua bao nhiêu năm tháng, Vương Lâm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhắm mắt lại một lúc sau đó, Vương Lâm mở mắt ra, một tia sáng lóe lên trong mắt, hai tay hắn bắt quyết, miệng lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ phức tạp, khó hiểu. Bàn tay trái hắn đặt lên cổ tay phải, một tia sáng đen lóe lên ngưng tụ trên tay phải Vương Lâm. Trong phút chốc, hắn liền ấn nó về phía xạ thần xa, tia sáng màu đen lóe lên, bắn lên xạ thần xa, dung nhập vào bên trong giống như bị hấp thu. Cái xe chợt tỏa ra một luồng uy áp khổng lồ còn mạnh hơn nữa. Tất cả những cái gai bên ngoài tỏa ra những tia sáng màu đen. Những tia sáng đan vào với nhau tạo thành một bức màn màu đen, bao phủ chung quanh. Trong ánh mắt của Vương Lâm, ánh sáng đen đó dung hợp rồi hóa thành 7 cái ký hiệu màu đen, ẩn hiện trong ánh sáng. Nhìn 7 cái ký hiệu, trong đầu Vương Lâm xuất hiện lời nói của người chế tạo xạ thần xa lưu lại trong tiên giản. Xạ thần xa thứ 3 uy lực cực mạnh, vượt qua dự đoán ban đầu. Nếu để nó phát huy toàn bộ uy lực, có thể giết tiên thần dễ như trở bàn tay, chỉ có điều nó cũng không được đầy đủ, còn thiếu ba loại tài liệu là huyền huyền xí, minh văn mộc và tiên điệp hồn. Thật đáng tiếc là vẫn không thể tìm được ba vật này. Người đời sau thừa kế hãy tìm kiếm ba vật đó để hoàn thành ước nguyện của Viên Mỗ. Muốn xạ thần xa thứ ba nhận chủ thì cần phải dung hợp với 7 cái ký hiệu phong ấn, luyện nó thành bảo vật bản mệnh, như thế vừa có thể phát huy tác dụng chính thức. Nếu không, cho dù dung hợp ký hiệu nhưng không tế luyện thì không thể phát ra uy lực của nó. Người thừa kế đời sau hãy lựa chọn cẩn thận. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, năm đó khi hắn đọc được những lời chỉ dẫn đó cũng không để ý, bởi hắn biết có một loại pháp bảo phải thật cẩn thận mới có thể tế luyện, bởi đó chính là bổn mạng pháp bảo đồng tu. Pháp bảo bình thường chỉ cần thần thức hạ ấn ký thì cho dù bị hủy cũng chỉ bị thương mà thôi, mặc dù thương nặng hay thương nhẹ nhưng không thể chết được. Có loại pháp bảo đặt trong nguyên thần để nuôi dưỡng này một khi bị hủy, ảnh hưởng của nó còn lớn hơn nhiều, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tính mạng, giống như mảnh đất nhỏ trăm trượng và vài thanh kiếm kia cũng vậy, chỉ khi nào tính mạng tương liên. Nếu pháp bảo bị thương hay bị hủy thì người đó nhẹ bị trọng thương, nguyên thần chia lìa, mà nặng thì hồn phi phách tán. Chỉ có điều tuy nói vậy nhưng tu sĩ tế luyện pháp bảo tương thông với tính mạng có rất nhiều.
bởi vì một khi tính mạng tương thông, uy lực của pháp bảo tăng lên mấy lần. Thậm chí khi tu sĩ tăng thực lực, bổn mạng pháp bảo cũng tăng theo. Vương Lâm từng thấy trong một số điển tịch những lời miêu tả về việc này. Thời kỳ thượng cổ có một tu sĩ có được pháp bảo bổn mạng chỉ là một thanh phi kiếm bình thường. Nhưng khi tu vi của người đó càng thêm cao thâm, phi kiếm cũng trưởng thành theo, đạt tới một mức độ đáng sợ. Cái xạ thần xa thứ ba và hai cái trước không giống nhau. Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía xạ thần xa đang đứng giữa bảy cái ký hiệu. Tay phải hắn vỗ vào túi chữ vật, văn thú liền bay ra. Rất lâu rồi không được ra ngoài nên vừa xuất hiện nó liền ngửa cố rít lên những tiếng chói tai. Sau đó, nó bay quanh mấy vòng, hết sức hưng phấn. Sau văn thú tới lượt Lôi Oa. Lôi Oa từ trong túi chữ vật xuất hiện liền ngồi xuống đất, ánh mắt uể oải không muốn cử động. Sau khi thả hai con thú ra ngoài, Vương Lâm suy nghĩ một chút lại xuất thêm tiên kiếm. Tay phải hắn chỉ lên thân kiếm, Hứa Lập Quốc liền bắn ra ngoài. Ngay khi xuất hiện, hắn đang định lên tiếng nịnh bợ, nhưng bắt gặp ánh mắt của Vương Lâm liền ngừng lại. Ta tế luyện pháp bảo, trong phạm vi trăm trượng không để cho người nào bước vào. Vương Lâm nói một cách bình tĩnh, Hứa Lập Quốc vội vàng gật đầu, vỗ ngực nói, chủ nhân yên tâm, nếu có người đến, trừ khi bước qua xác của ta, nếu không không một ai có thể đi vào. Hứa Lập Quốc cả đời vì chung mà đánh, vì chung mà sống, khắp nơi không có người nào có thể sánh được với ta. Thấy Vương Lâm nhíu mày, Hứa Lập Quốc vội vàng im lặng, lui ra sau, tới ngoài trăm trượng để bảo vệ. Hắn liếc mắt nhìn trộm Vương Lâm một cái, xác định đối phương không để ý tới mình liền thầm nghĩ xem ra gần đây có chút khinh thường nên vỗ mông ngựa hơi ít, lại nói không được dễ nghe cho lắm. Nếu không mới có vài câu, sát tình đã mất kiên nhẫn với ta như vậy, sau này nhất định phải rèn luyện một chút, bản lĩnh đó chính là thần thông lớn nhất của ta, không thể bỏ qua. Cho dù sau này lão tử đào tẩu thì bản lĩnh đó vẫn có thể dùng tới. Hứa Lập Quốc quyết định được chủ ý liền chạy tới ngoài trăm trượng bảo vệ, một bên miệng hắn thì thào nói, nhưng nếu đứng gần vẫn có thể nghe thấy một chút, thần thông của chủ nhân quả là kinh người, chẳng khác gì thần tiên, tiểu Hứa luôn kính phục ngài. Ôi, chiêu này của chủ nhân chẳng khác gì tiền nhân khai sáng, bội phục, bội phục. A, à, đây là cái gì, không ngờ chủ nhân lại có pháp bảo uy lực như vậy. Chủ nhân, ngài là người lợi hại nhất trong số các tu sĩ mà tiểu Hứa đã gặp qua. Hứa Lập Quốc có thể đi bên người đó chính là chuyện chính xác nhất trong đời ta. Hứa Lập Quốc vừa lẩm bẩm, nét mặt càng lúc càng hớn hở, lưu loát hơn. Văn thú bay trong không trung khi thoáng qua bên người Hứa Lập Quốc cũng nghe thấy một chút, chỉ có điều với trí tuệ của nó vẫn không hiểu rõ, vì vậy mà nó tò mò cố ý bay qua, nghe trộm vài câu. Sau khi thả ra văn thú, Lôi Oa và Hứa Lập Quốc, hai tay Vương Lâm bắt quyết, bố trí bên người mấy cái cấm chế. Đến lúc này, hắn mới yên tâm, nhìn chằm chằm về phía xạ thần xa trước mặt. Tay phải hắn điểm vào mi tâm, lập tức một tia sáng lóe ra từ đó, rồi nguyên thần của Vương Lâm xuất hiện. Sau khi nguyên thần của Vương Lâm bay ra liền hóa thành thái cổ lôi long, bay thẳng về phía xạ thần xa. Khi tới gần, nguyên thần của Vương Lâm xoay quanh vầng sáng màu đen. Một lát sau, hắn há miệng nuốt một cái ký hiệu vào trong. Lập tức liền có một nguồn lực lượng cuồn cuộn dâng lên trong nguyên thần của Vương Lâm. Một lát sau, ký hiệu màu đen liền bị lực nguyên thần của Vương Lâm chèn ép. Chỉ có điều cái ký hiệu nhỏ bé đó rất ương ngạnh, đè ép như vậy mà vẫn không bị vỡ nát mà còn phát ra sự chống cự rất mạnh. Nếu tu vi của Vương Lâm vẫn còn ở vấn đỉnh thì dưới sự chống cự của ký hiệu đó, nguyên thần sẽ không chịu nổi, hoặc là dẫn tới đối kháng với nhau mà không ngừng tiêu hao. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm cất tiếng hử lạnh, trong nguyên thần phát ra những tiếng động. Mỗi một lần vang động, uy lực của lôi điện trong nguyên thần lại tăng lên gấp đôi. Gần như chỉ trong thời gian ngắn, uy lực của lôi điện trong nguyên thần của hắn đã rất mạnh, trở thành một thứ lực lượng công kích ký hiệu vừa mới nhốt vào. Một tiếng nổ vang lên, ký hiệu không chịu nổi mà vỡ vụn. Trong khoảng khắc khi nó biến mất, lôi điện lại xuất hiện tiếp tục công kích những mảnh vụn đó. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên trong nguyên thần của Vương Lâm. Sau đó, ký hiệu hoàn toàn biến mất, hóa thành một thứ lực lượng kỳ dị, dung hợp trong nguyên thần của Vương Lâm. Sau khi hấp thu cái ký hiệu thứ nhất, Vương Lâm mất chưa tới nửa nén nhang, hai mắt nguyên thần bình tĩnh, rồi lao tới nuốt tiếp cái ký hiệu thứ hai. Ký hiệu này so với cái thứ nhất còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng với sự mạnh mẽ của nguyên thần Vương Lâm thì quá trình luyện hóa vẫn như cũ, chỉ có điều thời gian kéo dài hơn tới đúng một nén nhang. Hắn vẫn chưa dừng lại, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, lần này hắn nuốt luôn cả cái ký hiệu thứ ba và thứ tư mà cùng luyện hóa. Một lúc lâu sau, trong nguyên thần của Vương Lâm đã có bốn thứ lực kỳ dị. Cái ký hiệu thứ năm, nguyên thần của Vương Lâm hóa thành thái cổ lôi long há mồm nuốt chừng. Cái ký hiệu đó vừa mới chui vào trong nguyên thần của Vương Lâm liền tỏa ra một thứ lực lượng cuồng bạo, cuồn cuộn chạy khắp trong nguyên thần. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo, nguyên thần cuộn tròn, lôi điện tỏa ra uy lực công kích ký hiệu. Trong nguyên thần của hắn, vô số những tia chớp phát ra những tiếng nổ ầm ầm, công kích ký hiệu. Lần này đã trải qua hết hai canh giờ liên tục công kích, cuối cùng thì cái ký hiệu cũng tan vỡ, hóa thành một nguồn lực kỳ dị, dung nhập trong nguyên thần của Vương Lâm. Trong giờ phút này, nguyên thần của Vương Lâm có chút yếu ớt, lui về thần thể qua mi tâm. Sau đó,
hắn ngồi xuống thổ nạp, tĩnh dưỡng. Thời gian chậm chậm trôi qua, thoáng cái đã được 5 ngày. Trong 5 ngày đó, Vương Lâm vẫn không hề cử động cứ thổ nạp để nguyên thần từ từ hồi phục. Trong thời gian 5 ngày, Tháp Sơn và lão tổ tiên của tộc tiên tuyển có quay lại đây 2 lần. Nhưng tiếng rít của văn thú và những tia chớp trên người Lôi Oa lại thêm cả ma đầu Hứa Lập Quốc dữ tợn khiến cho bọn họ không dám bước vào trăm trượng, chỉ đứng ngoài mà nhìn. Nhất là Hứa Lập Quốc khi nhìn thấy tộc nhân của tộc tiên tuyển cứ liếm liếm môi. Những người này khiến cho hắn nhớ lại chuyện vui sướng khi ở Thanh Linh Tinh. Suy nghĩ tới đó, hắn không chịu nổi khi phải nhẫn nại. Sau khi Vương Lâm ngồi xuống thổ nạp, xung quanh phạm vi trăm trượng hắn liền cố gắng để cho tộc nhân tộc tiên tuyển tiến vào, nhưng bọn họ chẳng để ý tới hắn. Ánh mắt của mấy người đó khi nhìn về phía Dạ Thần Sa hoàn toàn khiếp sợ, bàn luận với nhau. Nhưng cho dù là lão nhân kia cũng không biết đó là vật gì. Chỉ có điều, từ Dạ Thần Sa tỏa ra một làn uy áp khiến cho tinh thần bọn họ chấn động. Lúc này, Vương Lâm chợt mở hai mắt, tay phải điểm lên mi tâm, nguyên thần lại bay về phía Dạ Thần Sa. Nguyên thần của hắn vừa xuất hiện, bên ngoài trăm trượng liền có tiếng kêu lên kinh ngạc. Nguyên thần trong hình dạng thái cổ lôi long trong mắt những người đó rất đáng sợ. Lão nhân tộc tiên tuyển nhìn nguyên thần Vương Lâm, ánh mắt phức tạp. Hắn than một tiếng rồi tiến lên vài bước, ôm quyền nói, thượng tiên, hạ dân có việc muốn nói. Vương Lâm không để ý tới lão nhân, thân thể lôi long dài mấy trượng lao về phía Dạ Thần Sa, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cái ký hiệu thứ 6, sau đó, hắn chẳng hề do dự, nuốt chửng luôn. Lúc này đây, Vương Lâm chẳng hề nghĩ ngợi, nuốt luôn cả cái ký hiệu thứ 7, cảnh tượng đó thu hút ánh mắt chăm chú của trăm người đang đứng ngoài trăm trượng. Lúc này, ánh mắt của Hứa Lập Quốc đảo liên tục, hắn bay lên, chỉ về phía tộc nhân của tộc tiên tuyển mà quát to, chủ nhân nhà ta đang ở đây luyện bảo vật, trừ khi các ngươi bước qua xác ta, nếu không không được tiến vào. Tiếng nói của hắn oang oang, lại thêm ánh mắt có thể hiện rõ khí thế không để cho người khác quấy rầy chủ nhân. Khí thế mạnh mẽ làm xuất hiện một cơn cuồng phong, tỏa ra xung quanh. Lão nhân tộc tiên tuyển vội vàng lui lại vài bước, cung kính nói, chúng ta không bước vào phạm vi trăm trượng, chỉ có chút vấn đề cần. Không để lão nhân nói xong, Hứa Lập Quốc hét lớn, câm miệng, trừ khi các ngươi dẫm lên xác ta, nếu không các ngươi không thể quấy nhiễu chủ nhân của ta. Mạng sống của ta là do chủ nhân ban cho. Chủ nhân đã cứu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng, truyền cho thần thông. Chính chủ nhân khiến cho ta có được như ngày hôm nay. Nếu các ngươi muốn quấy rầy chủ nhân của ta, ta không cho phép. Hứa Lập Quốc nói một cách kích động, ánh mắt xuất hiện một sự thấy chết không chùn bước. Giống như trong trời đất bất luận phải đối mặt với thứ gì mạnh tới đâu mà gây bất lợi cho chủ nhân của hắn, thì cho dù có phải tan xương nát thịt cũng không nhíu mày. Lão nhân tộc tiên tuyển run người. Những lời nói của Hứa Lập Quốc vang lên trong tai, cả tộc bọn họ chính là những người nhận được sự ủy thác của tiên nhân. Người này hiểu được một chữ chung, tộc nhân tộc tiên tuyển chúng ta cũng hiểu được. Lão nhân nhìn Hứa Lập Quốc, ánh mắt có một sự tôn trọng, thầm nghĩ, không ngờ được rằng một cái linh thể lại có được sự trung nghĩa như vậy, có được một người trung thành như vậy, thượng tiên đúng là may mắn. Tháp Sơn đứng bên cạnh lão nhân cũng kinh ngạc nhìn Hứa Lập Quốc, trong lòng rất hỗn loạn, không phải tộc ta bất trung mà là người vứt bỏ chúng ta. Hứa Lập Quốc đang chuẩn bị tiếp tục diễn tiếp, nhưng đáng tiếc là Vương Lâm chẳng hề để ý. Vào lúc này, nguyên thần của Vương Lâm chỉ có duy nhất lôi điện liên tục công kích hai cái ký hiệu luyện hóa. Những tiếng sấm vang lên trong nguyên thần của hắn, một trong hai cái ký hiệu bị công kích của lôi điện bắt đầu tan rã. Sự tan rã của nó cũng không phải ngay lập tức mà là từ từ. Trong suốt quá trình đó, Dạ Thần Sa dưới nguyên thần của Vương Lâm vẫn liên tục tỏa ra ánh sáng màu đen lấp lánh, cuối cùng ánh sáng trở nên rực rỡ như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Có thêm sự tô điểm của ánh sáng màu đen ở bên ngoài nguyên thần của Vương Lâm càng khiến cho tâm thần của người đứng xem bị chấn nhiếp. Cảnh tượng đó khiến cho tộc nhân của tộc tiên tuyển đứng ngoài trăm trượng không thể giữ được sự bình tĩnh. Hứa Lập Quốc ngùn ngụt khí thế, thừa dịp người khác không chú ý tới mình liền liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thầm nghĩ, cái này có gì đặc biệt cơ chứ? Hứa đại gia nhà người cũng có thể, chẳng phải là nuốt một cái ký hiệu thôi sao? Hứa đại gia ngay cả người cũng từng nuốt rồi. Hứa Lập Quốc có chút khinh thường, nhưng nét mặt lại giữ nguyên sự sùng kính. Thân thể run rẩy, nếu nhìn biểu hiện bên ngoài của hắn thì đó chính là biểu tượng điển hình của sự trung thành, vì chủ nhân mà kích động. Tháp Sơn thấy biểu hiện của Hứa Lập Quốc lại thầm than. Về phần lão nhân tộc tiên tuyển cũng âm thầm gật đầu, trong lòng lão càng thêm chắc chắn cái linh thể có tên Hứa Lập Quốc có một sự trung nghĩa đáng để cho người ta kính trọng. Thực tế là do tộc nhân của tộc tiên tuyển ở đây quá lâu, không tiếp xúc với người bên ngoài. Mặc dù không phải là kẻ ngu dốt nhưng không thể sánh với Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc cả đời am hiểu thay lòng đổi dạ, kinh nghiệm ngàn năm khiến cho hắn về mặt này đã thành tinh, nếu để cho người ta nhận ra dễ dàng thì đã không phải là hắn. Thời gian chậm chậm trôi đi, sau mấy canh giờ, nguyên thần của Vương Lâm chấn động một cái, tiếng sét chợt tăng lên gấp bội, bất chợt những tiếng động ầm ầm đó biến mất, tinh quang trong đôi mắt của nguyên thần Vương Lâm chợt lóe lên, hai cái ký hiệu cuối cùng đã được hấp thu xong. Lúc này, đối với hắn chỉ còn có một sự lựa chọn quan trọng nữa mà thôi, có muốn nó trở thành pháp bảo bản mệnh có tính mạng tương thông hay không. Vương Lâm suy nghĩ một chút, từ nguyên thần,
Bảy luồng lực kỳ dị dung hợp tạo ra một cái ấn ký đặc biệt xuất hiện trên ngực hắn. Trong khoảng khắc khi ấn ký xuất hiện, những tia sáng tỏa ra từ xạ thần xa ngưng tụ, hóa thành một luồng ánh sáng bắn vào ngực nguyên thần của Vương Lâm. Xạ thần xa, giải phong, thần niệm của hắn hóa thành một tia chớp bắn ra, những tia sáng đen của xạ thần xa chui vào ngực của Vương Lâm. Nhưng ngay lập tức sau đó, từ trên những cái gai nhọn của nó vô số những tia sáng lại lóe lên, ngưng tụ thành một cái bóng trên xạ thần xa. Đó là một hồn thú, cao ước chừng trăm trượng, nó vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời rồi gầm lên một tiếng. Trong tiếng gầm đó, sắc mặt tộc nhân của tộc tiên tuyển tái nhợt, thực vật trên mi tâm xuất hiện mà nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ có mấy người có tu vi cao thâm mới có thể cố gắng đứng lại, nhưng thân thể vẫn run rẩy, kiên trì được một lúc, họ cũng phải lùi lại phía sau. Những cái lông trên người văn thú dựng đứng, nhìn chằm chằm về phía hồn thú mà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cũng như vậy, Lôi Oa phình bụng phát ra những tiếng sấm, trực xuất thần thông mạnh nhất của nó. Chỉ có Hứa Lập Quốc vào lúc này mặc dù cũng bị tiếng gầm công phá, nhưng vẫn cố gắng hô, trừ khi người bước qua xác ta. Nếu không, chỉ có điều, không đợi hắn nói xong, hồn thú khổng lồ cúi đầu nhìn xuống người hắn khiến cho Hứa Lập Quốc sợ quá mà ngậm miệng lại, không dám nói tiếp. Hứa gia nhà ngươi có truyền thừa kiếm ý từ thời viễn cổ, người đợi ta hấp thu toàn bộ rồi lúc đó lão tử mới không sợ ngươi. Hứa Lập Quốc mắng thầm, nhưng nhanh chóng lui lại phía sau, sắc mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhìn chằm chằm về phía hồn thú, nguyên thần của hắn bay về phía thân thể, ngay lập tức, thân thể liền nhảy lên, lơ lửng giữa không trung. Hồn thú đang gầm giống liền không nhìn về phía Hứa Lập Quốc mà chuyển sang Vương Lâm. Nó trượt lao thẳng tới, tốc độ của nó quá nhanh, gần như vừa mới cử động đã xuất hiện trước mặt Vương Lâm, há miệng trực nuốt. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, không lui lại. Trong khoảng khắc hồn thú tới nơi, hắn mở miệng, băng, một tiếng nổ vang lên, thân thể hồn thú vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ trong trời đất. Nhưng ngay lập tức nó lại ngưng tụ, căm hận gầm lên rồi lại lao tới. Băng, Vương Lâm bình tĩnh tiếp tục mở miệng, lần này hồn thú đang vọt tới lại tiếp tục tan ra, luyện hóa bảy đạo ký hiệu, nếu chấp nhận tính mạng tương thông thì có thể điều khiển. Nhưng nếu không lựa chọn tính mạng tương thông biến nó thành pháp bảo bản mệnh thì có thể dựa vào bảy cái ký hiệu đó tạo thành bảy đạo băng quyết. Từ đó có bảy lần cơ hội làm cho hồn thú tan ra, có thể khiến cho nó khuất phục. Nhưng sau bảy lần mà hồn thú vẫn chưa khuất phục thì phải lựa chọn tính mạng tương tu, nếu không thì không thể sử dụng được bảo vật này. Trong đầu Vương Lâm xuất hiện những lời nói ghi trên tiên giản, sau hai lần bị tan vỡ, sự hung dữ của hồn thú càng mạnh, tiếng gầm của nó như to hơn. Sau khi ngưng tụ thân thể lại tiếp tục lao đến, lần này nó lại hóa thành vô số thân thể mà lao tới từ bốn phương tám hướng định nuốt chửng Vương Lâm. Vương Lâm hơi nhíu mày, hắn là người tàn nhẫn, trải qua ngàn năm khiến cho hắn tự tạo thành phong cách của bản thân. Vào lúc này, hồn thú không chịu khuất phục khiến cho hắn có chút tức giận. Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn bình tĩnh nói, băng, băng, băng. Ba chữ vừa ra khỏi miệng khiến cho vô số hồn thú từ bốn phương tám hướng đang bay tới liền nát vụn thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng vừa thối lui lại phía sau lập tức một tiếng nổ vang lên mà vỡ nát lần thứ hai, một tiếng hừ bi thảm vang lên. Đúng lúc này, lần vỡ nát thứ ba xuất hiện, ba lần vỡ nát khiến cho hồn thú phải chịu một sự đau đớn không thể tưởng tượng. Nếu lần lượt từng lần một thì nó còn có thể chịu được, nhưng liên tục ba lần vỡ nát khiến cho đáy lòng của nó xuất hiện một sự sợ hãi. Trong nháy mắt khi sự sợ hãi xuất hiện, thân thể của nó lại ngưng tụ. Trong lúc đang do dự, ánh mắt Vương Lâm càng thêm lạnh lẽo, bình thản nói, băng, một tiếng nổ vang lên, hồn thú vừa mới ngưng tụ lại vỡ vụn, cảm giác sợ hãi mới phát sinh, bị thêm lần này nữa liền tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng, cảm giác sợ hãi chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần của hồn thú, thân thể của nó tiếp tục ngưng tụ lại một lần nữa. Lúc này, ánh mắt của nó chỉ có một sự kính sợ, không dám phản kháng. Cúi đầu, Vương Lâm lướt đi trong không trung, thoáng cái đã tới bên đầu hồn thú. Hắn cắn ngón tay, đánh ra một đạo ấn ký dùng để mở xạ thần xa vào đầu hồn thú. Thân thể hồn thú chấn động, thu nhỏ lại, Vương Lâm nhảy lên, rồi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hồn thú co lại rất nhanh, một lát sau liền hóa thành một quả cầu sương mù to chừng nắm tay. Từ quả cầu tỏa ra những tia sáng, nhanh chóng ngưng thực, chẳng khác nào một cái kén. Những tiếng lách tách vang lên, một vết nứt xuất hiện trên cái kén. Từ từ những vết nứt càng lúc càng nhiều, cuối cùng vỡ ra thành từng mảnh, một con bướm ngũ sắc nhẹ nhàng bay lên, tỏa ra một lớp phấn nhiều màu sắc. Vẻ đẹp của con bướm khiến cho Vương Lâm phải sững sờ. Đúng lúc này, truyền tống trận trên mặt đất trong Huyền Âm đỉnh dưới tế đàn lóe lên ánh sáng. Nhân, tiên nhân, người coi tộc của ta là cái gì? Tộc ta thủ hộ Huyền Âm đỉnh vô số năm, chưa bao giờ gián đoạn, nhưng đổi lấy cái gì? Một người từ trong đó đi ra ngoài, thoáng cái, người đó đã xuất hiện nơi cánh của lớn, sau đó đi xuyên qua nó mà ra. Đó là một nam tử mặc một bộ quần áo màu xanh, ánh mắt của hắn lạnh như băng. Đám người của bộ tộc hạ tiện, các ngươi đang làm gì vậy? Nam nhân trung niên áo xanh này hai mắt lạnh như băng, nhưng rất sáng, đôi môi không dày, ẩn giấu có chút khắc nghiệt, cùng với một đầu tóc đen, phảng phất như ma trong tiên. Hắn đi ra ngoài tế đàn,
một bước đạp khoảng không mà lên. Bóng dáng người này không hoàn toàn chân thật, nếu nhìn kỹ, ánh mắt hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu qua người này thấy tế đàn phía sau. Vương Lâm đang ở giữa không trung, ở bên cạnh có xạ thần xa sau khi biến hóa trở thành bươm bướm, con bướm chớp nhẹ đôi cánh, khiến cho thân thể bảo trì ở một trạng thái cân bằng. Tiên tuyển tộc nhân ở ngoài trăm trượng, lúc này cả đám lộ ra ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm vào người nam nhân trung niên, tất cả đều tự lui ra phía sau. Tháp Sơn bước tới ánh mắt phát lạnh, quát, người nào tới? Người nam nhân trung niên áo xanh liếc mắt nhìn Tháp Sơn một cái, ánh mắt lại lướt qua người Tháp Sơn đảo qua tộc nhân của tiên tuyển tộc, cuối cùng nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, người không phải người ở đây, từ nơi nào tới? Vương Lâm thần sắc lạnh như băng, tu vi của người nam nhân trung niên này, hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra được là dương thực cảnh giới đỉnh, mơ hồ vượt qua mình một bậc. Lúc này Tháp Sơn nhướng mày, thân thể dịch tới trước một bước, trực tiếp thẳng tiến, nắm tay phải lại, thân thể lóe ra những ký hiệu kỳ lạ, nhưng tụ ở trên nắm đấm của hắn. Sau đó một quyền lập tức ầm ầm hướng tới người nam nhân trung niên. Người nào tới? Tháp Sơn hét lên một tiếng, quỳ xuống. Nam nhân áo xanh ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, nhìn Tháp Sơn tấn công giống như nhìn một con kiến đang lao tới vậy. Tay phải hắn nâng lên chỉ tới trước, một gợn sóng vô hình lấy ngón tay người này làm trung tâm, trong phút chốc tản ra, tràn ngập bốn phía. Thân thể Tháp Sơn vừa mới tới gần, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt, thân mình kịch liệt chấn động, hắn rõ ràng cảm thấy được một lực lượng đang ngăn cản mình tới gần, ngăn cản mình ra tay. Lực lượng này cực kỳ hùng mạnh, dường như có một loại lực lượng kế thừa như bản năng, đánh thật sâu trong thân thể hắn. Tháp Sơn khi cách người nam nhân trung niên kia tầm 10 trượng thì không thể tới trước được nữa, lơ lửng trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân chấn động, mồ hôi rơi xuống như hạt đậu. Hắn rõ ràng cảm thấy được, cỗ lực lượng ngăn cản lực lượng của mình, chính là truyền từ trong những phủ văn ấn ký trên cơ thể mình ra. Những phủ văn này tràn đầy lực lượng, khiến cho hắn không thể phản kháng, dường như gặp phải thiên địch vậy. Mặc dù hắn có hùng mạnh cỡ nào, mặc dù thực lực có tiến thêm bước nào đi nữa, đối mặt với người nam nhân trung niên này vẫn không dám ra tay. Thậm chí tâm thần chấn động làm cho hắn có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, dường như đối phương chỉ cần có một ý niệm trong đầu, liền cho thể cho hắn hồn bay phách lạc trong nháy mắt. Loại cảm giác này Tháp Sơn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gặp phải, nhưng lúc này lại xuất hiện, dường như vẫn tồn tại vĩnh cửu, vẫn ăn sâu vào trong mạch máu của những tộc nhân tiên tuyển tộc bọn họ, không thể phản kháng. Tháp Sơn thân mình run rẩy, nhất là lúc này khi ánh mắt người nam nhân trung niên vọng tới, hắn thậm chí còn có một loại kích động muốn quỳ xuống, nhưng tôn nghiêm khiến cho Tháp Sơn cắn chặt răng, cứng rắn ngăn cản lại ý niệm tới từ sâu trong linh hồn mình, sự khuất phục tới từ những phù văn trên cơ thể. Một tiếng gầm nhẹ dãy giụa, thanh âm gần như rít gào từ trong yết hầu của Tháp Sơn truyền ra. Ánh mắt của hắn lúc này sung đầy tơ máu, mồ hôi chảy ra ngoài cơ thể đã mang theo màu của máu. Trong dãy giụa, Tháp Sơn nâng một chân lên bước về phía trước, một bước này cũng khiến cho toàn thân hắn run rẩy, dường như đối mặt với cả thiên địa vậy. Một bước chưa lên chưa hạ, ánh mắt Tháp Sơn đã tối sầm lại, phun ra một ngụm máu, thân mình rốt cuộc cũng không chịu nổi, nhoáng lên một cái giống như có một bàn tay to lớn vô hình ấn xuống, khiến cho toàn thân hắn bỗng nhiên quỳ xuống. Hai hàng huyết lệ từ trong mắt hắn chảy xuống, ánh mắt bi ai và không khuất phục giao cùng một chỗ, trong ánh mắt đỏ ngầu hiện ra vẻ điên cuồng, nhưng thân thể hắn làm như thế nào cũng không thể đứng lên được, chỉ có thể quỳ xuống. Tiện dân hạ tộc cũng dám phản kháng nô phục, nếu không phải không muốn giết ngươi, chỉ cần bản tiên tâm thần vừa động, liền cho ngươi hình thần câu diệt ngay tức khắc. Cút ngay! Người nam nhân trung niên cười lạnh, thân thể Tháp Sơn lập tức như bị một nắm tay vô hình đánh trúng, toàn thân truyền ra những tiếng động bang bang, cả người bị hất đi rất xa, mãi cho tới ngoài trăm trượng mới nặng nề rơi xuống mặt đất. Tháp Sơn dãy dụa bò lên, ánh mắt lộ vẻ bất khuất cùng sát khí quát to, ngươi là ai? Lúc này không chỉ có Tháp Sơn, còn có toàn bộ tộc nhân tiên tuyển tộc, toàn bộ đều giật mình kinh hãi, ngơ ngác nhìn người nam nhân trung niên vừa tới. Cảnh tượng vừa rồi quá mức quỷ dị, làm cho bọn họ không thể tiếp thu được, nhất là lão nhân tổ tiên kia, sắc mặt tái nhợt nhìn người nam nhân trung niên, dường như nghĩ tới cái gì, lập tức mặt không còn chút máu, thân mình run rẩy. Nam nhân áo xanh thần sắc lạnh lùng như băng, mang theo một tia ngạo nghễ, bình tĩnh nói, tiên nhân, còn không quỳ lại. Lão nhân tiên tổ tiên tuyển tộc lúc này mới cười thảm, hắn không chút nghi ngờ lời nói của đối phương. Hắn nghĩ tới, trong điển tịch của bộ tộc, tổ tiên có nhiều lần miêu tả cảm giác kích động cùng cung kính khi nhìn thấy tiên nhân. Không cần đoán thân phận của đối phương, chỉ cần nhìn thấy lập tức sẽ biết, đây là di ngôn của tổ tiên tiên tuyển tộc. Lão nhân trước nay vẫn không rõ, hắn không hiểu cái cảm giác kích động cùng cung kính, trung thành tại sao lại phát ra từ đáy lòng. Nhưng giờ phút này, sau khi thấy được tiên nhân, trong lòng lập tức hiểu ra, không thể không kích động, không thể không cung kính. Lão nhân cười thảm, quỳ gối trên mặt đất, nhỏ giọng nói, hạ dân, bái kiến thượng tiên. Quỳ xuống không chỉ có hắn,
Tộc nhân tiên tuyển tộc bốn phía tâm thần đều kịch chấn dưới ánh mắt của người nam nhân trung niên. Có một loại lực lượng làm cho bọn họ phải khuất phục, mặc dù chết, mặc dù hồn bay phách lạc, cũng phải khuất phục. Một người rồi lại một người tiên tuyển tộc dãy dụa quỳ xuống, cúi đầu. Một lát sau, chỉ có duy nhất hai người không quỳ xuống đó là Vương Lâm và Tháp Sơn. Tháp Sơn không quỳ, hắn đã quỳ một lần, lần thứ hai này mặc dù huyết khí bốc lên, mặc dù lực lượng vô hình kia không ngừng tấn công, nhưng thân thể hắn cũng cố gắng phản kháng không làm cho chính mình phải quỳ xuống. Ầm ầm vài tiếng động quần quanh, từng tảng lớn huyết vụ từ trên người Tháp Sơn phun ra. Hắn lúc trước đã chiến một trận với Vương Lâm, vốn đã bị thương, lúc này lại không thể chịu nổi, ánh mắt ảm đạm nhưng sâu trong linh hồn là sự bất khuất kinh người. Vương Lâm nhìn cảnh này, dần dần nhíu mày, hắn đã nhìn ra rất nhiều chuyện, tiên tuyển tộc cũng được, tiên di tộc cũng thế, rất hiển nhiên, tất cả đều là nô tộc của tiên nhân. Ngay cả các nô ấn kia cũng giống nhau, đời đời kiếp kiếp nhiều thế hệ, toàn bộ đều là nô của tiên nhân. Đây là nô ấn truyền thừa, giống như trong các gia tộc vậy, nếu không có trải qua chuyện này, Vương Lâm lúc này cũng không thể quả quyết được chuyện như thế này. Hiện giờ, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, loại nô ấn này kết hợp với những phù văn lưu trên người tiên tuyển tộc gọi là nô phù. Hiển nhiên, những nô phù này cực kỳ bá đạo, vượt xa nô ấn trong các nguyên nhất tộc. Dù sao, nô ấn trong nguyên nhất tộc chỉ có sản sinh một loại kính sợ với tiên nhân mà thôi. Nhưng nô phù này thì khác, khi đối mặt với tiên nhân, những người tiên tuyển tộc này cũng không thể không khuất phục. Cái này không phải là khống chế, mà là nô lệ hóa hoàn toàn, khiến cho toàn bộ những bộ tộc này hoàn toàn trở thành vật của tiên nhân. Hơn nữa, tiên di tộc ở Chu Tước Tinh, hiển nhiên những người thuộc loại tộc này không phải ít, mà là rất nhiều. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, kết hợp hết thảy mọi chuyện, trong lòng hắn nảy sinh ra ý niệm lớn mật trong đầu. Rất có thể, vô số năm trước, tiên giới khi chưa sụp đổ, có vài bộ tộc, những người trong bộ tộc này thực lực rất mạnh, thậm chí còn có thể đối kháng với tiên giới, nhưng cuối cùng bị người của tiên giới đánh tan. Thậm chí rất có thể tứ đại tiên giới liên hợp lại cùng một chỗ, thì triển một loại thần thông cực kỳ hùng mạnh lên người những tộc này, hóa thành phù ấn, khiến cho người những tộc này trở thành nô bộc nhiều thế hệ của tiên nhân. Vương Lâm nhìn thoáng qua những người tiên tuyển tộc thân mình đang run rẩy quỳ trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ tiên nhân, thầm than một tiếng. Nam nhân áo xanh ánh mắt nhìn qua Tháp Sơn, nhíu mày, nâng tay phải lên, chỉ vào Tháp Sơn. Thân mình Tháp Sơn lập tức nổ ầm một tiếng, huyết vụ toàn thân phun ra, trong khoảng khắc hắn đã trở thành một huyết nhân. Quỳ lại, thanh âm nam nhân áo xanh lạnh như băng. Hai mắt Tháp Sơn thần sắc vẫn ảm đạm, nhưng ánh mắt vô cùng bất khuất. Lực lượng của những nô phù này hắn cũng không thể chống cự được, dường như có vô số ngọn núi đang đè lên người hắn. Lập tức hai đầu gối hắn vỡ vụn ra, cả người quỳ xuống mặt đất. Lúc này bốn phía im lặng như tờ. Hứa Lập Quốc đã sớm thấy chuyện không hay, bay ra thật xa mới cẩn thận nhìn về phía này, trong lòng cân nhắc nếu không địch lại được sát tinh này, mình là phản kháng hay đầu hàng đây. Văn Thú xoay giữa không trung, ánh mắt tập trung nhìn về nam nhân áo xanh. Về phần Lôi Oa cũng đang phập phùng cái bụng ở xa xa, lạnh lùng nhìn lại. Nam nhân áo xanh quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tự nhiên nhìn ra tu vi của Vương Lâm, nhất là bên cạnh Vương Lâm còn có một con bươm bướm đang vỗ cánh, có một loại cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Người này không phải là người của tiên tộc, hắn làm sao tiến vào đây được? Xem khí tức trên người người này giống như một tiên nhân, hắn là ai? Nam nhân áo xanh ánh mắt trượt lóe, không có trêu chọc Vương Lâm, mà tay trái vung tay một cái hướng về tế đàn bên dưới. Ấn một cái lập tức toàn bộ tế đàn kêu lên những tiếng ù ù bắt đầu mở ra. Trong khoảng khắc cửa lớn mở ra, từng màn sương màu đen lao ra, hóa thành những mây thú dữ tợn trên bầu trời. Bên trong cánh cửa, hư ảnh nữ nhân Vương Lâm nhìn thấy lúc trước hiện giờ đã xuất hiện, nhưng không có bước ra khỏi cửa, mà lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Phù thú xuất hiện trên bầu trời, những tộc nhân tiên tuyển tộc đang quỳ dưới đất lúc này cả đám sắc mặt đại biến, nhưng lực lượng của nô phù truyền tới làm cho bọn họ căn bản không thể đứng dậy được. Đây là một loại bản năng, bọn họ không thể chống cự được. Phù thú biến ảo, chỉ trong khoảnh khắc đã dương đôi mắt to, ánh mắt lạnh như băng, kêu to từng trận. Nam nhân áo xanh phía trước đưa tay phải chỉ xuống đất, lập tức những phù thú này nhoáng lên một chút rồi phóng thẳng xuống dưới đất. Cảnh tượng này khiến cho hai mắt Vương Lâm ngưng động, một đầu phù thú hóa thành ngũ trảo, hướng tới một tộc nhân của tiên tuyển tộc, trực tiếp bắt người này lên không trung, sau đó kêu to một tiếng, thân thể người này lập tức bị xuyên thấu, dưới sự thôn phệ, tộc nhân này toàn thân tan vỡ, hóa thành màn xương máu, bị vụ thú hấp thu. Tộc nhân kia mãi cho tới chết, cũng không có nửa điểm phản kháng, trong mắt hắn chỉ có một chút đấu tranh, nhưng nó quá nhỏ bé. Bên kia, những vụ thú khác đều tới gần những tộc nhân tiên tuyển tộc, bắt một đám lên không, lần lượt thôn phệ hấp thu, gần như trong tức khắc bốn phía tràn ngập khí tức đau thương, bi phẫn và bất đắc dĩ. Mỗi một tộc nhân chết đi, không ai có một chút phản kháng, bi ai trong mắt nồng đậm tới cực điểm. Trong lòng bọn họ tới thời khắc tử vong đều hiểu được, có lẽ đây là sứ mệnh của bộ tộc. Hai đầu gối của Tháp Sơn vỡ vụn,
Quỳ trên mặt đất, hắn giãy giụa ngẩng đầu lên, nhìn một đám tộc nhân khuất phục mà tử vong. Thanh âm đã gần như dã thú rít gào, từ trong yết hầu của hắn truyền ra, trên mặt trên cổ hắn đầy gân xanh, dường như cố gắng chống cự phù ấn đã truyền nhiều thế hệ như một loại bản năng truyền thừa. Nam nhân áo xanh nhìn hết thảy những màn này thân sắc vẫn như thường. Lão nhân tiên tổ của tiên tuyển tộc, lúc này toàn thân run rẩy, cuồng phong vừa đập vào mặt hắn, một thanh niên bên cạnh hắn bị vụ thú cuốn lên không trung, vỡ vụn trên không trung, liền bị thôn phệ. Gần như theo bản năng, lão nhân ngẩng đầu lên, một giọt máu tươi rơi xuống mặt hắn, chảy xuống hai má. Trong mắt lão nhân lộ ra bi phẫn vô cùng. Vì sao? Vì sao? Hắn thì thào tự hỏi. Đúng lúc này, một đầu vụ thú bay tới, tóm lão lên trên không. Trên không trung, khoảng khắc này dường như một cỗ lực lượng của bộ tộc ở sâu trong linh hồn hắn xuất hiện, như gió lốc quét ngang trong lòng hắn. Lão nhân ánh mắt lộ vẻ bi ai, nhìn nam nhân áo xanh, hét lớn, vì sao? Giờ khắc này, theo tiếng hét của lão nhân, những tộc nhân chưa bị giết trên mặt đất cũng đều giãy giụa ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt lão nhân dừng trên người nam nhân áo xanh. Những ánh mắt này ẩn chứa bi ai cùng phẫn nộ vô tận. Sứ mệnh của các ngươi chính là nuôi nấng vụ thú, không có vì sao, ta sẽ không cho các ngươi toàn bộ tử vong, còn cần các ngươi sinh sản con cháu. Thanh âm của nam nhân áo xanh bình tĩnh vô cùng, không chút gợn sóng. Đúng lúc này, một đầu vụ thú trên bầu trời bay tới nơi xa xa, mục tiêu rõ ràng là trong những tòa nhà, nơi những hải đồng trốn trong đó. Nam nhân áo xanh nhíu mày, nhưng không có ngăn cản. Lão nhân cười thảm, thân mình dưới lực lượng của vụ thú, mắt thấy sẽ tan vỡ tới nơi. Đúng lúc này, Vương Lâm than nhẹ nâng tay phải lên, hư không chỉ ra, lập tức vụ thú chuẩn bị thôn vệ lão nhân kia, thân mình ầm ầm tan rã. Lão nhân kinh ngạc nhìn hết thảy, lúc này vụ thú đã tiếp cận những tòa nhà ở xa xa, thậm chí còn nghe thấy những thanh âm kêu khóc hoảng sợ của hài đồng, bọn nó đang kêu gọi người thân mình. Những tộc nhân tiên tuyển tộc trên mặt đất dãy ruộng ngẩng đầu, ý muốn đứng lên, những thanh âm rít gào phát ra từ yết hầu, điên cuồng truyền ra khỏi miệng. Tháp Sơn mặc dù vỡ vụn hai đầu gối, nhưng hai mắt hắn vẫn hồng, vẫn muốn đứng lên, chẳng sợ gân cốt vỡ vụn, hắn vẫn muốn đứng lên. Tiên là một đám vụ thú, một đám tộc nhân tử vong sao? Hiện giờ, ta rốt cuộc đã biết những vụ thú này chính là vật mà chúng ta thủ hộ sao? Hóa ra, sứ mệnh của bộ tộc chúng ta là thực vật cho đám vụ thú này sao? Nếu như thế, ta phải phản kháng, thà rằng thịt nát xương tan, cũng không chịu khuất phục. Tháp Sơn rít gào, thanh âm rốt cuộc cũng truyền ra khỏi miệng hắn được, không chỉ có hắn. Lúc này những tộc nhân tiên tuyển tộc tất cả cũng rít gào lên, hai mắt hồng hồng, mi tâm lấp lóe kịch liệt, dãy giụa muốn đứng lên. Nam nhân áo xanh kia thần sắc lạnh như băng, mang theo một chút khinh miệt, chậm rãi nói, năm đó bộ tộc các ngươi thất bại biến thành nô, mệnh của các ngươi không thay đổi được. Nói xong hắn nâng tay phải lên, nhấn tới trước một cái, lập tức mắt đất ầm ầm vang động, trên người những tộc nhân tiên tuyển tộc lại phun đầy máu, những hành động phản kháng lập tức bị chặn lại. Duy chỉ có Tháp Sơn, cả người giống giận nhảy lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt thân thể hắn truyền ra những tiếng động ầm ầm, xương cốt hắn bắt đầu vỡ vụn, nhưng thân thể hắn vẫn lao ra. Ánh mắt nam nhân áo xanh chợt lóe, tay phải chỉ về phía trước. Đúng lúc này, Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, hơn nữa nam nhân áo xanh này lai lịch cực kỳ thần bí, không ngờ lại là tiên nhân. Nhưng lúc này, hắn thầm than, mồm há ra phun tới một mảnh vỡ đại ấn. Ấn này vừa bay ra, lập tức chắn trước mặt Tháp Sơn cùng nam nhân áo xanh. Ánh mắt nam nhân áo xanh chợt lóe, trong mắt lộ ra hàn quang, tay phải bấm tay niệm thần chú. Lập tức một đạo ấn ký phủ văn xung đầy tiên khí biến ảo mà thành trực tiếp lao tới Vương Lâm. Ta còn tưởng rằng, ngươi thủy chung sẽ không ra tay chứ. Nam nhân áo xanh thân mình hướng tới phía trước, theo sát phủ văn, nhằm về Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm hư chỉ đại ấn, lập tức ấn nhoáng lên một chút, trực tiếp bay ra, xoay tròn giữa không trung, ầm ầm hướng tới nam nhân áo xanh. Cùng lúc đó, thân hình Vương Lâm nhoáng lên một bước, đi tới bên người Tháp Sơn, tay trái vỗ lên người, xuất ra một đạo nguyên lực vận chuyển trên người Tháp Sơn. Thân hình Tháp Sơn lập tức bị ném đi, thẳng tới những vụ thú đang bên trong tòa nhà kia. Làm xong việc này, Vương Lâm xoay người xong chỉ thành kiếm, nâng lên rồi mạnh mẽ trả một cái xuống phía dưới. Phù văn đang tấn công lập tức tan vỡ, hóa thành một gợn sóng tiêu tan. Trong thời khắc mảnh vỡ đại ấn hạ xuống, nam nhân áo xanh trong mắt hàn quang chợt lóe, hai tay bấm niệm thần chú, tiên nguyên vận chuyển, lập tức một thanh trường thương biến ảo mà thành trong tay. Trường thương toàn thân màu trắng, tràn ngập tiên khí. Người này vừa cầm lấy, lập tức cười dài đâm tới mảnh vỡ đại ấn ở trong không trung. Ầm một tiếng nổ vang vọng, thân hình nam nhân áo xanh lùi về phía sau, ánh mắt ngưng trọng, chỉ có điều mảnh vỡ đại ấn kia cũng bị đẩy lùi lại phía sau mấy trượng. Tị tộc nô phù, cùng ta ra tay. Nam nhân áo xanh lùi về sau, quát khẽ trong miệng, thanh âm hắn rơi vào tai những tộc nhân tiên tuyển tộc đang giãy giụa trên mặt đất lập tức trở thành mệnh lệnh. Theo bản năng bọn họ không thể phản kháng được,
Tức khắc một đám tộc nhân tiên tuyển tộc bay lên, ánh mắt tràn ngập bi ai cùng phản kháng, nhưng thân thể giống như tia chớp, nhất để vây lấy Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm trượt lóe, thân mình lùi về phía sau, dạ thần xa hóa thành bươm bướm vẫn thủy chung theo bên người Vương Lâm, lúc này cũng lùi lại theo Vương Lâm, phảng phất như một cái bóng của hắn vậy. Trong lòng Vương Lâm vừa động, chiếc dạ thần xa thứ ba này rốt cuộc có uy năng như thế nào, hiện giờ hắn hoàn toàn không rõ. Nhưng lúc này trong mắt hắn hàn quang trượt lóe, lúc lui ra phía sau là tay phải bấm niệm thần chú, lập tức một đạo ấn quyết xuất hiện trong tay hắn, ấn hạ lên người bươm bướm. Sát khí trong mắt Vương Lâm trượt lóe ra, lập tức chỉ tới nam nhân áo xanh. Con bươm bướm này không có nửa điểm biến hóa, cánh vẫn nhẹ nhàng vỗ, chẳng qua tốc độ nhanh hơn một chút. Một đám xương phấn nhiều màu từ trong những cái vỗ cánh xuất hiện phiêu tán ra bốn phía. Thân mình nam nhân áo xanh lập tức dừng lại, mắt lộ ra quang mang cảnh giác. Con bươm bướm này hắn đã chú ý từ trước, trên người con bươm bướm này có một loại cảm giác làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Nếu không như vậy hắn đã sớm ra tay mà không chờ tới bây giờ. Tộc nhân tiên tuyển tộc ở bốn phía, một đám thân hình dường như không bị khống chế, nhất để bay lên, thẳng tới Vương Lâm. Trong mắt bọn họ phản kháng ngày càng nồng đậm, nhưng căn bản không thể chống cự được lượng truyền thừa bản năng này. Ánh mắt Vương Lâm sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào bươm bướm, hắn nghĩ muốn biết xem chiếc xạ thần xa thứ ba này rốt cuộc kỳ dị ở chỗ nào. Đúng lúc này, con bươm bướm vỗ cánh rời khỏi Vương Lâm bay tới trước, trong khoảnh khắc đôi cánh lại chập chờn vỗ về. Một cái vỗ cánh này không có dấu hiệu gì, nhưng nam nhân áo xanh đang cảnh giác ở xa xa không dám tới gần kia, sắc mặt lập tức tái nhợt, bên người hắn không có gió, nhưng tóc hắn lại bị thổi phất phất, nhẹ nhàng tản ra về phía sau. Phịch một tiếng truyền ra, thân hình hắn dương lên, hồng vụ từ trong miệng hắn phun ra, những hồng vụ này ngưng tụ trong không trung, không ngờ hóa thành một con bướm màu đỏ. Con bướm màu đỏ này vừa mới xuất hiện, lập tức vỗ vỗ hai cánh, phịch một tiếng, trước ngực nam nhân áo xanh này lại phun ra một ngụm huyết vụ. Huyết vụ này lại hóa thành bươm bướm, vỗ cánh, bang bang những tiếng nổ vang vọng, thân hình nam nhân áo xanh này không ngừng lùi về phía sau, không ngừng bị nổ tung, mỗi lần đều có một tảng huyết vụ lớn hóa thành bươm bướm, mỗi một lần bươm bướm vỗ cánh đều tạo thành vết thương khó có thể tưởng tượng được cho hắn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí còn có chút sợ hãi, hắn căn bản không thể phản kháng, thậm chí, bao gồm cả tiên nguyên, trong giờ phút này dường như không phải của mình nữa, mà bị một cỗ lực lượng kỳ dị phong ấn. Bươm bướm xuất hiện trong huyết vụ, đôi cánh vỗ vỗ, thân mình của nam nhân áo xanh lại bay ra ngoài, liên tục không ngừng, một mực lui ra xa tới nghìn trượng, trong mắt hắn sợ hãi đã tới cực điểm rồi. Lôi, bão, trong dãy rủa, nam nhân áo xanh gần như giống lên, quanh thân hắn chuyển tới những tiếng động ầm ầm, tay phải bỗng biên tan vỡ, hóa thành huyết nhục, trong huyết nhục ẩn chứa lực lượng có tính hủy diệt vô cùng. Nương theo lần bùng nổ này, sắc mặt tái nhợt của hắn tạm thời khôi phục lại một chút, mặc dù khống chế được tiên nguyên, nhưng linh hồn phách lạc trong nội tâm hoảng sợ gần như đã chiếm hết toàn bộ tinh thần và thể xác của hắn rồi. Đây là thần thông gì? Đây là pháp bảo gì? Cả đời hắn chưa từng gặp qua pháp bảo nào quỷ dị như vậy, thậm chí hắn không thể có lực phản kháng, chỉ có một cánh bướm đã khiến cho hắn suýt nữa hỏng hẳn. Lúc này hắn không chút do dự, thân hình chợt lóe, thẳng tới tế đàn bên dưới, muốn thoát đi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.